Thưa quý vị, ngày 9 tháng 12 tại Hà Nội, Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai kết luận và quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng. Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Trên nhiều số báo ra ngày hôm nay, trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhan đề Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. Mời quý vị đón đọc. Xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý được đăng tải trên báo Quân đội Nhân dân. Thưa quý vị, những tín hiệu đáng mừng trong quá trình phục hồi phát triển kinh tế đang tạo ra sức sống mới cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các tỉnh thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Theo các chuyên gia, sau thời gian ngừng sản xuất để phòng chống dịch Covid-19, nay tái sản xuất trở lại, các doanh nghiệp tăng tốc để kịp tiến độ giao hàng vào những tháng cuối năm khi mà nhu cầu xuất khẩu tăng cao. Mặt khác, các địa phương đã ban hành hướng dẫn và xây dựng kế hoạch cụ thể về phòng chống dịch, phục hồi kinh tế, đồng thời tích cực thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp Thưa quý vị, năm 2021, dịch Covid-19 tác động lớn đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế xã hội, trong đó thị trường lao động bị ảnh hưởng rất nặng nề. Theo báo Lao động, tình trạng mất việc và thiếu việc làm dẫn tới thu nhập thấp có chiều hướng tăng ở thành phố Hồ Chí Minh. Dự báo năm 2020, thành phố cần tới hơn 250.000 chỗ việc làm. Bình quân hàng năm thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 500.000 sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra trường. Điều này thì cho thấy là với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trong năm 2022, dự kiến là lực lượng lao động của thành phố cơ bản đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp về mặt số lượng. Mặc dù luôn góp mặt trong 6 nhóm cảng biển có tốc độ tăng trưởng nhanh trên thế giới với mức tăng trưởng trên 20% một năm trong 6 năm qua, nhưng công suất hoạt động của cảng Cái Mép Thị Vải mới chỉ hơn 53% theo bài viết trên báo Sài Gòn Giải Phóng thì đây là con số khá khiêm tốn và chưa thật sự tương xứng với tiềm năng lợi thế của cụm cảng nước sâu cái mép thị vải. Do vậy thì cần phải được đầu tư nhiều hơn để phát huy tiềm năng của cụm cảng mang tầm cỡ thế giới. Trận lũ lớn cuối tháng 11 vừa qua tại tỉnh Phú Yên đã gần chạm mức lịch sử năm 1993, nhưng thời gian nước ngập nhanh với thiệt hại lớn cho thấy việc vận hành và giám sát hệ thống hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên lưu vực sông Ba bộc lộ nhiều tồn tại lớn. Theo bài viết được đăng tải trên báo Tuổi trẻ, thì có hai giải pháp để xử lý tồn tại trong xả lũ liên hồ gây ngập lụt. Thứ nhất là phải tính toán lại quy trình vận hành xả lũ liên hồ chứa ở toàn bộ lưu vực sông Ba, tính toán chi tiết là hồ nào xả vào lúc nào để cắt lũ bớt cho các hồ bậc thang bên dưới và xả phải xen kẽ nhau. Thứ hai là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần phải nghiên cứu và nâng dung tích hồ chứa, giao một số hồ thủy điện xây mới các hồ thủy lợi để tăng dung tích cắt lũ lên tối thiểu là phải 1 tỷ mét khối thì mới có thể cắt lũ lâu dài cho hạ du. Trong khi đó thì Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tăng cường kiểm tra và xác minh việc mua bán thuốc điều trị Covid-19 đang thử nghiệm lâm sàng. Hiện thì thuốc thử nghiệm chưa được cấp phép lưu hành trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến. Đây là thông tin được đăng tải trên báo Đại Đoàn Kết. Theo các chuyên gia y tế, hiện các loại thuốc kháng virus đều ở dạng thử nghiệm, do đó người dân không nên sử dụng thuốc kháng virus bán buôn trôi nổi trên thị trường vì khả năng là bị làm giả rất cao. Nếu như mà người bệnh uống phải thuốc giả thì vừa không chữa được bệnh lại vừa có thể uống phải các hoạt chất có hại và gây hậu quả không thể hình dung được. Thông tin đăng tải trên báo giao thông là từ ngày mùng 10 tháng 12, người dân thành phố Hồ Chí Minh có thể trải nghiệm tuyến xe buýt vào à, tuyến xe buýt sông vào ban đêm, ngắm thành phố rực rỡ sắc màu từ hai bờ sông Sài Gòn với giá là 15.000 đồng một lượt. Đây là lần đầu tiên sau gần 10 năm kể từ khi phà Thủ Thiêm ngừng hoạt động từ tháng 1 năm 2012 thì người dân thành phố Hồ Chí Minh mới một lần nữa được trải nghiệm đi lại thư giãn vui chơi trên sông Sài Gòn bằng phương tiện công cộng. Thời gian gần đây trên một số trang mạng xã hội và diễn đàn về chăm sóc mẹ và bé chia sẻ thông tin về một số loại thực phẩm kỵ nhau, không thể kết hợp và có khả năng gây ngộ độc khi mà ăn. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng chưa có bằng chứng khoa học chứng minh là các thực phẩm khi mà kết hợp lại với nhau thì tạo ra hợp chất độc hại. Mời quý vị tìm đọc bài viết "Chìa khóa sàng lọc thông tin an toàn thực phẩm" được đăng tải trên báo Hà Nội Mới để biết thêm nội dung chi tiết.